Xin chào tất cả mọi người, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm. Trong video vào buổi trưa ngày hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2021, Tâm xin gửi lời chúc sức khỏe và bình an đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay, Tâm Tâm cũng chia sẻ đến tất cả mọi người những tin tức liên quan đến tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Và Tâm Tâm cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn kênh Gia đình vui vẻ của Tâm Tâm để nghe các tin tức này. Cả nhà khi xem video thì để nhận thông báo mới nhất và sớm nhất thì hãy nhớ bấm vào nút đăng ký và nhấn vào chuông báo để nhận thông báo mới nhất khi Tâm Tâm có video mới nha. Bây giờ thì Tâm xin mời tất cả cô chú và anh chị và các bạn cùng theo dõi video với Tâm Tâm nha. Đầu tiên đó là báo cáo nhanh về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tính đến 11 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2021, hôm nay tính đến buổi trưa 11 giờ, thành phố ghi nhận 50 ca F0 mới, nâng tổng số ca mắc lên là 4.712 và trong đó thì đã truy vết được là 2 F1. Tại quận Bình Thủy hôm nay ghi nhận 33 ca, Ninh Kiều 7 ca, Cái Răng 2 ca, Thới Lai 1 ca và Thốt Nốt là 7 ca. Các quận huyện còn lại là Ô Môn, Phong Điền, Vĩnh Thạnh, Cờ Đỏ, tính đến trưa hôm nay 11 giờ thì không ghi nhận. Trong số 50 ca F0 mới thì tầm soát cộng đồng là 2 ca, tầm soát tại cơ sở y tế 1 ca, trong khu phong tỏa là 35 ca, trong khu cách ly 1 ca và cách ly tại nhà là 11 ca. Như vậy, kể từ ngày 8 tháng 7 cho đến nay, trên toàn địa bàn đã ghi nhận hơn 4.700 F0, trong đó có 1.359 ca tầm soát tại cộng đồng, chiếm 28,8%. Tầm soát tại cơ sở y tế là 254 ca, chiếm 5,4%. Trong khu phong tỏa là 968 ca, chiếm 20,5%. Trong khu cách ly, 1.998 ca, chiếm 42,4%. Và còn lại, 133 ca là 2,8% là cách ly tại nhà. Như vậy thì tầm soát tại cộng đồng và trong khu cách ly là chiếm tỷ lệ cao nhất trong hơn 4.700 F0 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tiếp theo là thông tin chi tiết trên từng địa bàn quận huyện về các ca nhiễm của ngày hôm nay tính đến buổi trưa 11 giờ. Đầu tiên là tại quận Ninh Kiều, thì quận Ninh Kiều hôm nay tính đến buổi trưa ghi nhận là 7 ca nhiễm, là gồm có 1 ca tầm soát tại cơ sở y tế và 6 ca trong khu phong tỏa. Tại phường Xuân Khánh là 6 ca trong khu phong tỏa và phường An Khánh 1 ca tại cơ sở y tế. Trên địa bàn quận Bình Thủy hôm nay ghi nhận là 33 ca nhiễm, trong đó trong khu phong tỏa là 22 ca, cách ly tại nhà là 11 ca. Cụ thể là trên địa bàn phường Trà Nóc là trong khu phong tỏa 22 ca và Thới An Đông cách ly tại nhà 11 ca. Quận Cái Răng hôm nay tính đến buổi trưa ghi nhận 2 ca nhiễm tầm soát tại cộng đồng là trên địa bàn phường Phú Thứ. Quận Thốt Nốt ghi nhận 7 ca tính đến buổi trưa hôm nay trong khu phong tỏa, đó là trên địa bàn phường Thốt Nốt và Trung Nhất, Thốt Nốt 6 ca, Trung Nhất 1 ca. Xã Trường Thắng, huyện Thới Lai hôm nay ghi nhận 1 ca trong khu cách ly. Như vậy thì quận Bình Thủy tính đến nay đã ghi nhận 1.488 ca nhiễm, Ninh Kiều 1.210 ca, Cái Răng 604, Ô Môn 417, Thới Lai 373, Thốt Nốt 352, Phong Điền 131, Vĩnh Thạnh 55 và Cờ Đỏ là 41 ca. Trong 7 ngày qua thì toàn 9 quận huyện ghi nhận là tăng thêm 528 ca nhiễm và trong 14 ngày qua thì tăng thêm là 780 ca nhiễm. Về xếp loại vùng nguy cơ thì tại quận Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng thì vẫn là nguy cơ rất cao. Còn vùng nguy cơ cao thì gồm có 4 quận huyện đó là Thới Lai, Thốt Nốt, Phong Điền và Cờ Đỏ. Còn vùng màu Vĩnh Thạnh là vùng nguy cơ và cuối cùng ở Ô Môn được xếp loại là vùng bình thường mới. Trên đây là báo cáo nhanh theo bản đồ COVID-19 của thành phố Cần Thơ tính đến 11 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2021. Và tiếp theo thì cô Tâm Tâm xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi các tin tức khác nha. Thông tin tiếp theo, thành phố Cần Thơ đề xuất miễn thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022. Ngày 8 tháng 9, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, kiêm nhiệm vụ Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Cần Thơ cho biết, Sở có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố, từ đó trình Hội đồng Nhân dân thành phố miễn thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh, đồng thời tham mưu đề xuất các giải pháp phù hợp để hỗ trợ cho giáo viên,
người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, kể cả giáo viên ngoài công lập. Ông Dương Tấn Hiển cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quản lý thu chi, công khai, minh bạch, đúng quy định, có kế hoạch giãn khoản thu đầu năm để giảm bớt khó khăn cho phụ huynh học sinh, có chính sách hỗ trợ kịp thời, sách giáo khoa đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng thu chi không đúng mục đích, không đúng quy định. Trước đó, ngày 1 tháng 9, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét có chính sách miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 cho tất cả học sinh, tổng số tiền dự kiến là 35,6 tỷ đồng. Thành phố Cần Thơ có khoảng 250.000 trẻ, học sinh, học viên đăng ký ra lớp học năm học mới 2021-2022. Thới Lai tháo dỡ phong tỏa xã Trường Xuân. Sau 48 ngày áp dụng biện pháp phong tỏa toàn xã Trường Xuân do ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai vừa ban hành quyết định tháo dỡ phong tỏa tại ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân. Trước đó, ngày 24 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai đã ra quyết định tháo dỡ phong tỏa đối với các ấp của xã Trường Xuân như Trường Thọ 1, Thới Ninh, Thanh Nhung, Thanh Di, Trường Khương, Trường Thọ và Thới Thanh. Như vậy, đến nay toàn bộ xã Trường Xuân không còn bị phong tỏa do đã qua 14 ngày không còn ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng. Tại Cái Răng xử phạt vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19 hơn 5,4 tỷ đồng. Thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng chỉ đạo Công an quận, Ủy ban Nhân dân các phường thành lập và phát huy hiệu quả hoạt động của 15 tổ kiểm tra, kiểm soát, đồng thời tổ chức tuần tra, giám sát khép kín địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19. Trong ngày 8 tháng 9, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuần tra, kiểm soát 48 cuộc, 291 lượt người tham gia, lập biên bản xử phạt 46 trường hợp vi phạm hành chính với tổng số tiền 92 triệu đồng. Lũy tích, đến nay, ngày 8 tháng 9, các lực lượng chức năng của quận đã tổ chức 2.233 cuộc tuần tra, kiểm soát, lập biên bản xử phạt 2.652 trường hợp vi phạm với số tiền trên 5,4 tỷ đồng. Bình Thủy vận động xã hội hóa 32 xe lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lưu động. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 quận Bình Thủy vừa đưa vào hoạt động 32 xe lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 lưu động đến tận nhà người dân lấy mẫu xét nghiệm. Mỗi xe trị giá khoảng 3 triệu đồng do đồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận vận động xã hội hóa. Các xe được thiết kế gọn nhẹ, thích hợp di chuyển vào các con hẻm nhỏ, xe có thể chở vật tư y tế và các mẫu bệnh phẩm của người dân. Mỗi xe lưu động có 2 nhân viên y tế lấy mẫu và 1 cán bộ khu vực đến từng nhà. Xe xét nghiệm COVID-19 lưu động đảm bảo tránh tình trạng tập trung đông người, an toàn cho nhân viên y tế, người dân khi tiến hành lấy mẫu test COVID-19. Trên đây là một số nội dung thông tin mà Tâm Tâm chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Hy vọng là hữu ích với mọi người. Bây giờ thì Tâm xin tạm dừng video của mình ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye bye!